Dung dịch amoniac tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng. Cho vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch amoniac. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphthalein. Thấy dung dịch chuyển sang màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch axit sulfuric loãng vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được dung dịch bị mất màu, chứng tỏ dung dịch axit sulfuric đã phản ứng với dung dịch ammonia tạo thành muối amoni.